Và chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên của BO5 chung kết Navi gặp LGD Trung Quốc trong khuôn khổ giải Alienware Cup lần thứ nhất diễn ra năm 2013. Chúng ta dễ dàng thấy rằng là LGD đã ban Wix và NiX, hai hero mà trong thời gian qua liên tục được sử dụng rất thành công bởi Xbox và Kuroki. Chắc chắn là hai hero đó là hero tổ của Navi trong thời gian này và dễ dàng bị ban ra bởi LGD ở hai lượt ban đầu tiên. Trong khi đó thì Alchemist cùng Bad Rider, hai hero rất nổi trội trong khả năng mở combat và sẵn sàng đập nhà mà không cần quan tâm đến đồng đội cũng như là địch xung quanh, đã bị loại bỏ ra. Bad Rider là một hero có khả năng mở combat rất tốt với khả năng ulti xuyên BKB kéo đội hình của địch về phía ta. Trong khi đó thì LGD có cho mình Visagem, một hot support với khả năng micro. Nếu như micro tốt hoàn toàn có khả năng mini stun ở trong combat rất khó chịu và với lượng đam cũng khá lớn của đệ, hoàn toàn có thể phá trụ rất nhanh. Daxia, một hero có khả năng mở combat hoặc là lật combat rất tốt với khả năng vây kiềm đặt ward của mình. Nếu như đặt ward chuẩn xác trên 3 người thì chắc chắn rằng thêm một cái vây kiềm nữa, Daxia hoàn toàn có thể tạo ra một combat từ bất lợi trở thành thuận lợi cho team của mình. Chắc chắn Daxia sẽ được chơi bởi Phoenix và Dragonite. Ngày hôm nay Dragonite sẽ được chơi bởi Dandy hay Xbox. Nếu như Dragonite được chơi bởi Dandy, anh sẽ đi mid với Dragonite và sẽ chơi Bottle Crown. Trong khi đó thì Xbox nếu như cầm Dragonite thì anh sẽ tiếp tục chơi Boomerang. Chắc chắn rằng là trong trận đấu chung kết BO5 như thế này, chơi Boomerang là điều không tốt. Rất có thể Boomerang sẽ quay trở lại nếu như mà Xbox không bắt được, hoàn toàn có thể tương thẳng ở mặt của Xbox. Nhưng chúng ta cùng chờ đợi xem, bởi vì ngày hôm qua khi đánh với Invictus Gaming thì Dragonite đã được chơi bởi Dandy Dimit và Xbox được chơi Xbox được chơi Alchemist. Nhưng ngày hôm nay thì Alchemist bị ban ra rồi. Chúng ta có thể thấy rằng là Navi đã pick cho mình hai lượt pick đầu khá là nhạy cảm. Họ không lấy những hero overpowered hay là những support như Shadow Demon, Jack Hero trước, mà họ đã lấy hai hero có khả năng mở combat hoặc là đi trước, đó là Daxia và Dragonite. Họ cũng không lấy hẳn là lấy carry trước. Lối ban pick của Poppy rất là ảo, lúc nào cũng vậy, rất là khó đoán. Trong khi đó thì LGD dễ dàng vẫn là với lối ban pick thông thường, họ pick một support và một carry, hoặc là một support một đây là cái kiểu ban pick chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng. Nhưng mà Navi giờ rất là khó đoán là họ sẽ chơi chiến thuật gì, bởi vì Dragonite và Daxia thì chưa rõ ràng là họ sẽ chơi chiến thuật gì. Bên phía LGD họ ban Chen để tránh trường hợp là Chen sẽ đi push cùng Dragonite, Tăng và Daxia sẽ hỗ trợ với việc combat ở phía sau. Windrunner bị loại bỏ để không có một solo lane với khả năng né skill cũng như là shackle ảo diệu hoàn toàn có thể tạo những cái bất ngờ trong cuộc ganh lẻ họ combat. Vâng, và bây giờ thì có một cái câu hỏi nho nhỏ mà Pew Pew muốn hỏi các bạn đang xem stream, đó là bao nhiêu bạn ngày hôm nay đã bet cho LGD, là cá cược đặt kèo cho LGD, hoặc là có tình yêu với Navi, hoặc là ngày hôm nay cảm nhận thế là LGD sẽ giành chiến thắng. Không biết là có bao nhiêu bạn ạ? Các bạn có thể nói là không phải em. Vâng, không. Rất là ít. Vậy thì có bao nhiêu bạn đây là dành tình cảm cho Navi và bet cho Navi cũng như nghĩ rằng ngày hôm nay Navi sẽ giành chiến thắng ạ? Vâng, rất là nhiều. Chúng ta có thể vâng, chỉ có một bạn rất là lẻ loi cố gắng là viết là LGD lên thì rất là đáng buồn cho bạn. Bạn không có nhiều đồng đội của mình xung quanh. Anchanchess tiếp tục bị loại bỏ, những hero khả năng đi rừng và push sớm đều bị loại bỏ cả. Đây không phải là cast replay, đây là trực tiếp trận đấu đang được diễn ra. Và mọi thứ mình cũng không biết kết quả. À, có một người biết kết quả, đó là Hervos Xbox. Có một người biết kết quả, đó là Xbox. Magnus bị loại bỏ, một hero khả năng đi mid cũng như là mở combat rất là tốt. Nếu như mà Magnus có một quả ulti tuyệt vời thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng ta bây giờ nhìn vào cái lineup này một chút. Visagem và Geocopter rất có thể là LGD họ sẽ lấy thêm Rubik hoặc là Shadow Demon. Trong khi đó thì Navi cái lượt pick này thì có lẽ là họ sẽ pick Nyx Assassin, một hero có khả năng chơi tốt được bởi cả với Puppy và Kuroki. Hoàn toàn có thể là Nyx Assassin tại thời điểm này. Còn ba hot support mình đang nghĩ đến đó là Rubik, Shadow Demon và Nyx Assassin, nhưng mà mình cảm thấy là Navi họ sẽ chơi Nyx Assassin. Hoặc là họ cũng có thể pick Rubik cho Kuroki ngay. Nhưng mà theo mình thì Navi họ sẽ pick Nyx Assassin trước. Lý do là vì như thế này. Bên phía LGD chưa rõ ràng là họ có cái skill gì để gọi là... Để mà có... Bởi vì
Nick Saracen sẽ hỗ trợ được thêm stun khi mà Dragonite mới chỉ là stun 1 thôi. Họ chưa có một cái stun AoE hoặc ít nhất là một stun dài. Trong khi đó thì Shadow Demon cũng chỉ hỗ trợ với cái chộp và ulti để tạo slow thôi. Rất là đắn đo, mình cũng cảm thấy là họ cần thêm stun. Bởi vì nếu chỉ có SD chộp thôi. Nếu như chỉ có SD chộp thôi thì hoặc là Rubik thì một nhấc thôi, họ cần thêm stun, họ cái này là cần rất là cần. Darkseer có vây kiềm được lại một quả đẹp ấy. Vậy là họ quyết định lấy Rubik chứ không phải là Nexus Assassin, một hero tổ của Kuroki. Kuroki đã chơi, nếu như mình không nhầm là 60 trận, được tính tổng mà làm 60 trận. 60 trận chơi Kuroki. Vâng, Kuroki chơi 310 trận. 310 trận trong các giải đấu thì họ đánh cho Na'Vi 141 trận. Thì trong tổng số đó thì Rubik được Kuroki chơi 86 trận và chiến thắng với 56 game, chỉ để thua 30 game. Tỷ lệ thắng của một support quyết định game như là Kuroki thì tỷ lệ thắng là 0,65%, một tỷ lệ khá là cao khi mà chơi Rubik như thế này. Trong khi đó thì hero thứ hai mà Kuroki thường xuyên chơi là Nick Saracen chỉ được chơi với 23 game. Chúng ta có thể thấy là sự khác biệt rất là nhiều giữa 86 game và 23 game. Thì Kuroki được biết đến là một trong những Rubik hay nhất trên thế giới là điều dễ hiểu. Và khi mà Na'Vi có cho mình Rubik thì ngay lập tức LGD lấy cho mình Nick Saracen. Đây là ba hot support lúc nào cũng thế, không team này lấy thì team kia lấy. Rất hiếm khi những hero này không bị ban ra mà không ai pick. À, bây giờ thì đến một hot support nữa, đó là Jakiro. Jakiro phối hợp cùng với Darkseer. À, có một bạn nói là tưởng là Rubik được chơi bởi Dandy rất hay. Đúng, nhưng đó là thời điểm The International 2, khi mà Rubik chưa bị nerf và Rubik có khả năng đi mid. Còn khi mà Rubik bị nerf, cái skill 2 giật set, lượng dam giảm đi và mana cost tăng lên thì nó không còn imba là có thể đi mid được nữa, mà chỉ đứng ở vị trí support. Và khi đó thì cái tên tuổi Kuroki đã vượt lên và trở thành một trong những người chơi Rubik hay nhất trên thế giới. Và đến thời điểm này thì người chơi Rubik có tỷ lệ win cao nhất vẫn là Kuroki. Tỷ lệ chơi Rubik của Kuroki tốt hơn so với lại một trong những người khác mà mọi người hay nói đến một support chơi Rubik cũng rất là tốt, đó là Chuân. Chuân cũng có chơi Rubik, nhưng Chuân chỉ chơi Rubik, mình sẽ xem ngay bây giờ. Chuân chơi Rubik 30 game, cũng là hero mà Chuân chơi nhiều nhất. Mà chơi support nhiều nhất. Anh chơi 30 game cho Invictus Gaming, chơi 30 game Rubik và chiến thắng 18 trận và chỉ để thua 12 trận. Và tỷ lệ thắng là, như các bạn muốn nghe, là không phải là 0.6, không phải là 0.6 mà là 60%. Vậy thì là 60%. Vâng, 60% thì để mà so với những support thì chỉ là 1% cũng là khác biệt rất là lớn. LGD bây giờ vậy là Kunkka cho CL8, mặc dù mới thất tình nhưng vẫn là những hero anh đã gắn bó trong thời gian qua. Vậy là Kunkka đã xuất hiện. Có bạn bảo là mình chơi Rubik tỷ lệ win là 80% hơn Kuroki. Cái số game mà mình đang nói đến ở đây không phải là số game chơi pop, không phải là số, mà là số game trong các giải đấu được ghi nhận, những giải đấu phải đủ lớn để được ghi nhận. Chứ không, kể cả những giải lèo tèo, ví dụ như ở Việt Nam tổ chức giải chẳng hạn, mà Misa có chơi Rubik cũng không được ghi nhận. Phải là những giải lớn ở tầm cỡ quốc tế mà được ghi nhận, chứ không phải là chứ không phải là mình cũng chơi Rubik vậy thôi. Mình cũng có bạn hỏi là CL8 bị Zoji bỏ là có thật à? Vâng, đúng, chuyện đó là có thật. Còn chuyện Dandy cướp thì cái này mình hên xui không biết. Cũng chỉ là vui thôi. Vâng, Naga đã bị loại bỏ để tránh bị combat. Vâng, Naga phối hợp với Darkseer, Jakiro thì đúng là thảm họa, nhưng mà cũng chưa chắc, bởi vì thật sự thì rất là khó. Sau The International 2 thì nó đã sửa lại rồi, Naga và Darkseer không thể phối hợp cùng một lúc được nữa, mà phải đợi ngủ xong. Mà đợi ngủ xong thì hơi khó đấy một tí. Furion đã bị loại bỏ để tránh việc bị push trụ trộm khi mà Na'Vi không có những hero khả năng dep tốt.
theo kiểu là một mình có thể khả năng đép. Daxia có khả năng đép một mình đấy, nhưng nếu nếu như mà Daxia mà không tham gia combat thì họ lại không có hero để có thể combat. Luna một hero tủ của Xbox, chắc chắn là Luna sẽ được đánh bởi Xbox rồi. Còn Dragon Knight sẽ được giao cho Dandy. Rubik sẽ được chơi bởi Grokey và Jackie Rose sẽ được chơi bởi Puppy. Daxia sẽ được chơi bởi Phoenix. Trong khi đó bên bên phía LGD họ có hai support rồi, một carry, một bây giờ thì họ sẽ lấy solo lane, rất có thể là Weaver, nhưng Weaver thì hơi mỏng. Weaver hoặc là Windrunner. Windrunner bị loại bỏ rồi. Bounty thì mình không nghĩ là LGD sẽ đánh Bounty với NAV. Khi mà các team Trung Quốc khi đánh với NAV thường không đánh gank mà sẽ họ sẽ đánh hoặc là combat hoặc là lết. Có thể là Weaver, có thể là Weaver hoặc là well, Furion bị loại bỏ rồi, rất có thể là Weaver. Đó có thể là Weaver và Kukanimit, Tonic Assassin và Visage support, Yocopter farm trên top. Người farm sẽ là Sila, Yao sẽ chơi Kunka, Nick Sassin được chơi bởi DDC và Vicious sẽ được chơi bởi DD. Hoặc cũng có thể là gấu bố của con, cũng có thể là gấu bố của con, nhưng mà nếu mà có gấu bố của con thì rất là không phải, họ sẽ chơi combat, vậy là họ sẽ chơi combat, sẽ quyết định là có Clockwise cho Yao. Họ sẽ chơi combat. LGD lối chơi ngày càng mở hơn, họ không còn như xưa như các team Trung Quốc là chỉ biết farm không. LGD Trung Quốc và LGD International thế giới cùng có cái lối chơi ngày càng mở. Họ dám chơi combat, họ dám chơi gank nhiều hơn. Mặc dù là chưa thể bằng các team châu Âu nhưng mà nó hướng tới cái lối chơi đẹp như vậy. Vâng, vậy là không có gì đặc biệt xảy ra trong việc chia hero và line up cả. Và không hiểu vì sao Xbox lúc nào Xbox đặt tên là Navi, Xbox mở ngoặc 4. Anh chưa hiểu vì sao. Có lẽ là có vài nick là Navi Xbox rồi tự dưng lại thành Navi Xbox 4. Vâng, DDC chơi Visage, còn DD thì chơi Nick Sassin. Đúng là như vậy, CL8 chơi Kunka, Silla chơi máy bay, không có gì đặc biệt trong việc chia lane hết. Tất cả họ đều chơi đúng vị trí sở trường và vị trí, những hero tổ của mình. Có bạn hỏi là LGD của International và LGD của thế giới có cùng một chủ không? Thật ra thì nếu như không cùng một chủ thì sẽ không bao giờ cùng đặt cùng một tên cả. Không bao giờ con của Pew Pew đi đặt họ ở thằng khác cả. Lúc này thì DDC có mắt nhưng mà có lẽ là mới chỉ một hai mắt cùng cắm ở, một cái mắt nữa muốn cắm ở đây, nhưng có lẽ là cái ngày hôm qua ấy, thì khi mà Invictus Gaming muốn tiến đến khu vực này mà cắm mắt thì đã bị Na'Vi đứng ở cả trên khu vực này và phá, không những phá không chưa mà first blood luôn. Vậy ngày hôm nay thì họ rút kinh nghiệm, khi xem game ngày hôm qua thì họ đã rút kinh nghiệm và không lên như thế nữa, khi Na'Vi hoàn toàn có thể đứng ở trên này, nhưng mà Na'Vi hôm nay thì họ không đứng ở đấy, họ đang di chuyển ở dưới land rồi, có lẽ là không có vấn đề gì cả. Vâng, có bạn đã kêu là hơi giật lag, và các bạn có thể confirm có chuyện giật lag thì không? Mình không muốn là một trận đấu hay và tuyệt vời như này thì lại bị lag giật gì cả. Lúc này thì ở mid chắc chắn là với skill của mình thì CL8 sẽ đi được lane của Dandy. Không hẳn là đi lane nhưng mà sẽ dễ dàng thoải mái hơn bởi vì cái skill chém blast này của mình, skill chém không khác một Battle of Fury ở thời điểm early cả. Vâng, Yao đang cho thấy khả năng sử dụng skill rất hay của mình nhưng mà lại không được rồi khi mà creep lại ra. Nếu như mà creep tiếp tục đi vào đây cơ, chắc là phải cắn hai cây này ra nữa thì mới được. Anh chưa cắn hai cây này ra thì creep nó sẽ ra đông như thế này và cũng chẳng khác gì mấy. Xbox vẫn farm thôi. Bởi vì nếu như mà cắt hai cái cây, có lẽ là sửa rồi như nào đấy. Nếu như mà cắt thêm hai cây nữa ra thì creep nó sẽ chạy vào góc này và nó sẽ không đi nữa. Một kiểu giấu creep rất là khó chịu. Một đặt nước đen thì rất khó chịu, không thể làm gì được hơn cả. Đặt nơi chuẩn xác, Dandy mất rất nhiều máu, đúng như dự đoán thôi, bởi vì Dandy chơi DK thì DK là một hero cần rất là nhiều farm và cả level nữa cơ. Rubik Koyuki không nhấc nổi. Rất đáng tiếc. CL8 cảm nhận trận đấu này rất tốt. Vâng, với những ở phía dưới bot thì Xbox sẽ farm bằng Luna. Có lẽ là không gặp vấn đề gì khi Yao cũng thoải mái trong việc có thể hit được level và hoàn toàn có thể dùng skill 3 của mình để... Vâng, vậy là LGD sẽ chơi hổ báo. Chúng ta có thể thấy là họ đã dùng skill để có thể đẩy creep. Với kiểu dùng skill để đẩy creep như thế này thì lane sẽ lên rất là cao và nó sẽ đẩy đổ cái trụ này khi mà... Vâng, không có ai ở đây đép cả.
Navi họ sẽ mất trụ sớm. Đây là một, rất là ít khi Navi bị gặp cái tình cảnh này. Thường thì Navi là đội push sớm. Có một đóng băng từ Puppy, có lẽ là chỉ để giữ thời gian lâu hơn thôi, nhưng bởi vì rõ ràng là cái mục đích của LGD là muốn lấy trụ này sớm. Thường thì khi mà đẩy trụ sớm và đẩy trụ nhanh, cũng như là đẩy tiến độ trận đấu lên nhanh, thì thường là Navi đánh với team nào thì thường là Navi làm như vậy, thường chứ không phải là team đối thủ của họ. Nhưng ngày hôm nay thì LGD đã có vẻ như là hổ báo và họ tin muốn thay đổi cái lối chơi, cũng gây bất ngờ cho. Vâng, được bắp bởi Daxia. Ra harass rất khó chịu, nhưng không đủ máu để có thể đai trụ, cũng như là không đủ đem để có thể kết thúc được CL8 sớm. Ở phía dưới bot thì Rubik vẫn đang đi stack cam và đi lua, và Xbox sẽ farm ở ngoài. Lúc này nếu như mà nói về lượng farm thì bởi vì là anh đang farm lane không bị đẩy, nên là Xbox farm hoàn toàn vượt trội hơn so với lại một chút thôi. Với Scylla, khi mà Scylla lại phải hỗ trợ đồng đội đẩy trụ nhưng lại không thành công. Puppy đã còn pha đóng băng và sau đó thì Fortify trụ để kéo creep về phía mình. Kuroki sẽ tiếp tục hit level cho đến khi nào anh có level 6, bởi vì Kuroki khi có level 6 thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Không cố gắng trong tình huống vừa rồi khi cũng không đủ lượng đem cơ mà. Eo diễn ra hoàn toàn có thể cóc và chạy về thôi. Qua khi đến cái khe này, anh còn hoàn toàn có thể cóc ở đây và đi về, chứ không có vấn đề gì. Trong khi đó thì thật sự thì mình không thích lắm cái việc là Dandy chơi những hero theo kiểu thụ động như là Magnus hay là DK. Thứ nhất là anh chơi không tốt, thứ hai là vâng, né đặt nước đi. Thứ nhất là anh chơi không tốt, thứ hai nó không phù hợp với cái lối chơi kiểu của Dandy, đó là hổ báo và nhanh tay. DK và Magnus đều là những hero chỉ một bộ combo, một đóng băng. Nhưng DD cũng ra để cướp rune rồi, chỉ vì một cái rune mà tranh nhau. Phanic đi ra, Watcon đi ra nhìn thấy cái rune để gọi là biến hình này, chán ặt này. Yao và Xbox có lẽ không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể cóc và đi về thôi. Cái skill mở lồng, mở phòng tập gym của mình rất là tốt để có thể chạy trốn, cũng như là tiếp tục một đặt nước để farm, cũng như là đẩy lên. CL8 lúc này thì hơi thua thiệt một chút về lá xít so với Dandy. Dandy cầm hero gì đi mid cũng rất là chắc tay. Chỉ là với hero thì anh sẽ không thể hổ báo như với những cái hero như là Storm Spirit hay là Puck hay là Queen of Pain, những hero khả năng bay nhảy. Rất khó chịu, đoán tình huống rất tốt. Với cái việc có mắt ở đây thì đã nhìn thấy Phoenix và đã có một pha skill làm cho Phoenix có lẽ là giật mình. Trong khi đó thì Dandy đang sạc bình liên tục và CL8 cũng vậy. CL8 cũng làm điều tương tự, nhưng mà Dandy khi lấy chỉ lấy một điểm skill 3 thôi cũng đủ cho Dandy việc đi lane rồi. Và lúc này thì anh đã có level 6. Điều tương tự cũng đang xảy ra bên phía LGD khi CL8 cũng đã có level 6. Nhưng nói về Last City Night thì Dandy vẫn nhỉnh hơn một tí tẹo tèo tèo tí 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 tí. Xin nhắc lại một lần nữa thì đây là trận chung kết giữa Na'Vi gặp LGD trong giải đấu Alienware Cup lần thứ nhất. Đây là một trận đấu đầu tiên trong bo 5. Một pha đặt nước nhưng Dandy né đi cũng rất là khó chịu. Nói vui một chút thì đây là trận đấu giữa xóm Na'Vi và xóm LGD. Và chúng ta có thể thấy là Xbox cùng với lại hàng xóm của mình sẽ cố gắng để đánh xóm Trung Quốc. Tiếp tục đặt nước trượt. Vâng, Dandy di chuyển khá là ảo. Một stun Puppy, một đóng băng chắc chắn là có khe lửa. CL8 có một pha thả thuyền, mọi thứ đã quá muộn. Không hẳn là như vậy. CL8 nằm xuống với pha đánh tay dài của mình. DD sẽ ăn được double damage và chạy đi. Có lẽ là không gặp vấn đề gì, nhưng Dandy đang cố gắng đuổi theo một pha đóng băng không thể tuyệt vời hơn. Tiếp tục một pha stun đè khe lửa và một mạng lửa hay không. Với kết thúc lần này là DK Dragonite được chơi bởi Dandy. Tuyệt vời. Trong khi đó thì trụ top vẫn tiếp tục bị đẩy. Có lẽ là với việc bị đẩy này rất là khó để có thể một pha đóng băng, nhưng có lẽ là cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đồng phần Nick cũng đã xuất hiện để hỗ trợ rồi. Không giết lòn Puppy đâu mà. Xử lý rất tốt trong tình huống vừa rồi là cả Puppy và Dandy. Thật sự thì
CL8 đang sử dụng skill mà không có hiệu quả, nên là Dandy lúc nào cũng đầy máu. Chỉ với skill chém nước của mình ấy, thì Dandy lại có skill 3 để hồi máu nữa, và cả sạc bình nữa, là Dandy không mất nhiều máu. Và đến khi sử dụng skill thì lại tuột. Khác với Dandy, khi mà Dandy sử dụng skill thì thả cái khe lửa ấy, thì nhìn vào người và khe lửa rất là xa nữa. Và lúc này thì DD và DDC đang tìm kiếm cơ hội cùng với cả Yao để có thể giết được Dandy, nhưng mà Dandy lại đang đi về rồi. Khi mà hết mana, Puppy đã hỗ trợ nó cũng rất là khó. Khi thấy miss O thì cái cách di chuyển của Dandy và đồng đội của anh cũng rất là, phải nói là một đạn nước kéo lại phía sau, một stun there cả thuyền luôn. Rồng vẫn chưa chết, nhưng bây giờ thì Yao sẽ xuất hiện, cố đi stun với khe lửa slow. Dandy có chạy được không? Lúc đẹp chết, chạy vào mắt. Một tình huống mà cả team LGD đã xuất hiện chỉ để giết Dandy, trong khi đó thì Sila vẫn đang farm phía trên top. Kuroki chưa có level 6, anh không quan tâm làm đến chính trường thế giới. Vâng, Phanik bắp tốc nào nha, thằng Yao. Yao rất tỉnh táo tình huống vừa rồi. Chỉ là cái Rune Invi anh đã dùng cả skill để có thể cướp được. Xbox không quan tâm lắm. Bọn mày đánh nhau, nhà tao đang yên ổn này, tự dưng tao tham gia vào cái gọi là đánh nhau hỗn loạn này. Nhà ai về người đấy đấy? Vơ vẩn. Anh đang farm chú ấy. Anh nóng tính là anh đốt cả xóm ấy. Đừng để anh đốt cả xóm. Trong khi đó thì Phanik vẫn đang cần cù, anh còn rất nhiều đồ nữa cần phải lên. Thứ nhất là Mekan, thứ hai là Pie hoặc là Blink, nếu mà muốn Blink gậy đẩy các kiểu nữa. Xbox thì bây giờ mới có nhà, mới có trống đồng thôi. Chơi Xbox đang theo kiểu người lập dị, anh đang chơi đồ cổ. Trong khi đó thì vâng, người lập dị hơn là Kuroki. Nhìn mặt anh đang cử giật, không khác một con vịt. Dandy ở mid. Có lẽ là Dandy khi chơi những hero theo kiểu thụ động này, anh cũng rất là khó chịu, nhưng mà thôi, chiến thuật thì phải chấp nhận thôi. DDC lúc này đã có dép lao. Vâng, đi thế này thì đỡ rát chân hơn và tốc độ di chuyển chính vì thế cũng rất là hợp lý, đi nhanh hơn. Vâng, chúng ta ở thấy là đây là cái tính chất gọi là vật lý học trong Dota. Vâng, nếu mà đi chân đất thì đi chậm, mà có thể dép lao vào thì nó đỡ gọn chân thì đi nhanh hơn tẹo. Rõ ràng là rất là hợp lý. Dép lao cũng đã được hoàn thành ở trên Nexa Sin. Còn CL lúc này thì vâng, anh có Converse rồi. Loại giày thể thao được ưa thích trong giới trẻ, và chúng ta có thể thấy là mỗi lần mà anh bật lên thì tốc chạy nhanh hơn và có thêm tí đem. Yao lúc này sẽ phải gồng mình lên để đép bot khi có đến 4 hero đang ở đây. Dandy đã hóa rồng nhưng mà lại không có creep. Họ phải làm gì đó, và Yao lúc này thì lại đầy máu, đầy mana, một khe lửa để có thể đẩy clan cao lên. Vâng, Yao rất có thể sẽ một vạn. Dandy đang hổ báo cáo trồn, nhưng mà ôn tồn thì vẫn là tốt hơn. Anh sẽ cắn cây trước. Hục rất đẹp. Trời ơi, Dandy thả nước rất đáng tiếc, toàn clip chú. Oh my god, cái ice. Oh my god, ai ngộ tuyệt vời. Cướp được ngộ. Oh my god. Bây giờ một pha thả thuyền ngược rất đẹp mắt. Xbox tele về nhà không được rồi, cũng phải Xbox và cả stun nữa. Xbox, vâng, Xbox đã bị nằm xuống. Một pha combat rất tốt của LGD, nhưng Kuroki cũng cho thấy được vì sao anh là người chơi Rubik hay nhất trên thế giới. Rất đáng tiếc là trong tình huống vừa rồi thì Dandy lại chết quá nhanh mà không thể làm được gì. Và Phanik thì lại không có Mekan, và lại chưa có War, không hề có một skill gì để có thể combat được cả. Giày mana cùng với ơn đã được hoàn thành ở trên hai support của LGD. Dễ dàng nhận thấy thằng sau pha combat vừa rồi coi như là một combat thắng. Lượng vàng chênh lệch lúc này đã là hơn 2.000 nghiêng bên phía Na'Vi, mặc dù là họ thua pha combat vừa rồi. Nhưng cái trụ lại, vâng, trong pha hỗn loạn vừa rồi thì Xbox vẫn đạp đổ được cổng của nhà, của xóm hay là làng bên cạnh. Vâng, xóm bên cạnh mặc dù đã rất là hỗn loạn muốn giết được người, nhưng mà Xbox lại chỉ quan tâm đến cái trụ, và anh đã làm được điều đó. Và một pha đánh cuối cùng kết thúc được rồi. Vâng, vừa rồi là một pha thả thuyền khi thuyền đã cooldown xong. Mình đã không để ý lắm trong tình huống vừa rồi. Đã bật trống. Vâng, Xbox. Ê, xóm chú. Ủi tí nữa thì chú cẩn thận đấy. Anh đạp cả cổng lao vào nhà xóm chú ấy. Chú gọi mấy thằng bạn chú này ra nào. Vâng, ngay lập tức thì vâng, hàng xóm của
Silla đã có vẻ như di chuyển lên. Không phải, sai con đi trước. Hai thằng chúng mày ra sao nào? Thành Liên gì? Phá luôn. Thằng đen tí định cướp luôn đấy. Đi về với bố sao nào? À, không phải, đi về với mẹ. Visage là con gái. Xóm mình từ từ để cho thằng Silla kia nó giàu lên tí đã. Silla giàu phát nó mua đồ ra chiến xóm kia. Navi có vẻ không quan tâm lắm, họ không đi farm và lại họ lại đi push trụ khi mà Xbox còn chưa có BKB và chỉ toàn là đồ combat cho kiểu trống thôi. Một pha thả nước không thành công. Vâng, họ chỉ muốn ăn trụ thôi. Nhưng mà hơi mạo chơi này là quá mạo hiểm, thật sự là không phải hơi mạo hiểm nữa, nói hơi là hơi lịch sự, quá mạo hiểm thì đúng hơn. Khi mà Silla một carry phải nói là cực khủng của Trung Quốc vẫn đang free farm, còn đâu Navi không quan tâm lắm, chỉ muốn đi đẩy trụ. Silla sắp có BKB rồi, còn Hervos thì còn lâu mới có. Xóm mình lao lên xem nào. Xóm Navi lao lên. Vâng, đặt nước rồi, chuẩn xác ha, carry thuyền bay ra. Bây giờ là oh my god. Xóm mình lao lên. Chết rồi, đóng băng được cả xóm. Bây giờ phải làm sao, ulti cả Luna cũng ulti rồi nhưng không quan trọng lắm. Bây giờ là ulti đến từ Silla. Vâng, cả hai bên xóm kia đi về thôi, xóm mình đi về thôi. Chả thế có bên nào thế nào. Người ngợm thế nào. Ui thằng kia tí chết. Ôi mày nhá, bây giờ mình để ý ra thằng Giao đi về đây. Đi cấp cứu xem nào. Uống thêm Zomos cho cảm giác thật là tuyệt vời. Vâng, vậy là tía tẹo tèo tèo tí thị tì nữa thì nhà cũng nằm xuống nhưng mà không ai chết trong tình huống đó cả. Một pha combat tất cả mọi người đều dùng ulti và skill nhưng không ai bị làm sao cả. Chúng ta để ý một chút về cái lượng vàng chênh lệch. Lúc này thì Navi vẫn đang vượt hơn 3.000 vàng mặc dù là họ đang tập trung đi push trụ chung. Không biết là có phải không nhỉ, hay mình nhìn nhầm nhỉ? Hay là bị bắt cái gì nhỉ, what the fuck. Lá seed của Xbox vẫn tốt hơn với 78 con và 75 con là theo ngay sát sau đó lại là của Giao. Giao sắp có được BKB rồi. Vâng, Puppy lúc này vẫn là với bộ đồ để một pha phá rune. Thật ra thì chú kia sao phá của cháu. Mẹ cháu ra hay sao người ta phá rune cũng giống chú thôi. Để cháu hoàn thành được công việc là chú làm cái việc ấy của cháu rồi. Trong khi hai chú cháu mình làm thì nó đều như thế thôi. Vâng, các bạn đã bảo là bị giật. Các bạn khác có thể confirm là có bị giật lag gì không ạ? Không, hơi giật. Vâng, hơi giật một chút. Dandy đang bị focus. Không có vấn đề gì. Lại là tiếp tục. Vâng, bị deny rồi. Khá là cay cú tình huống vừa rồi. 4 thành viên ra đây xuất hiện nhưng cuối cùng Giao là người deny được trụ. Xbox đã bắt đầu biết đi farm rồi đấy. Xbox đi farm nhưng anh còn cách 1.000, khoảng 1.400 nữa. 1.400 nữa thì mới có được BKB. Rất là lâu. 1.400 trông ấy thôi tại thời điểm 15 phút này rất là lâu. Không phải đơn giản chút nào. Trong khi đó thì LGD thấy rằng là lúc này thì bắt đầu được. Trời yên biển lặng rồi. Xóm của họ sẽ quyết định là sẽ đi tìm kiếm xóm đối phương. Cảm nhận thấy rằng rất có thể là Navi sẽ đi gank Silla nhưng đoán sai rồi. Đoán trận đấu sai rồi. Khi mà họ vẫn còn đang ở khu vực mid. Cả Puppy cũng vậy. Dandy còn bỏ hẳn lên top luôn. Trong khi đó thì Phoenix đã có được mecha cho mình và sẽ sớm thôi, cái mecha này rất là công dụng ở trong combat. Trong khi đó thì mecha còn chưa được hoàn thành ở trên LGD. Cái mecha càng sớm thì càng tốt. Trước phút 20 mecha rất là hữu dụng, cực kỳ là hữu dụng ở đằng khác. Dandy cũng check rune 58, 59. Vâng, chú cháu mình lại nhìn thấy nhau rồi. À không, lần này là chú khác. Hôm nay là chú xóm trưởng. Chú thôn trưởng, thôn Navi, Puppy. Xbox lúc này sẽ tiếp tục farm rừng. Trong khi đó thì Phoenix cũng sẽ farm bằng việc buff cho Creep. Ở phía trên top thì DDC cũng sẽ farm rừng với lại con cái của mình. Silla đang đi lua và có lẽ là vâng, BKB đang được đưa ra. Chắc chắn rồi, vâng, đúng là chuẩn rồi. BKB đang đưa ra và Mekan cũng sắp được hoàn thành ở trên người của Visage. Tăng thêm độ trâu cho Visage cũng như là giúp cho combat rất là tốt. Dire's top tower is under attack. Vâng, chú ở đây không phải là chú trong họ, chú lịch sự ra ngoài xã hội gặp ai mà hơn tuổi gọi là chú.
Vâng, bắn phải nói là rocket không khác gì như kiểu là được định vị bằng GPS vậy, bắn rất là chuẩn khi cả đội hình của Na'Vi đang ở khu vực này. Mặc dù là không hạ đúng xuống cửa sổ nhà của thôn trưởng Poppy nhưng mà cũng sượt qua mà ít chút nào. Dandy có run invi. Giao đang luồn lách ở mấy cái bụi rậm này và sẵn sàng lao ra. Trong khi đó thì Watcon của Phoenix đang ở phía sau. Các anh cứ lao đi, em này em lao hỗ trợ ngay lập tức. Em chạy nhanh lắm. Rồi mày nhớ ấy. Kìa sao anh bảo. Vâng, vậy là Tele về để đép rồi. Bởi vì là trụ đây thì đang creep nhiều quá. Tội gì mà không farm đống creep nhiều như thế này. Nexa xin đã invi để có lẽ là một pha móc sau. Có lẽ là hơi mạo hiểm nên chỉ một mình Nexa xin xuất hiện. Đội hình của LGD lại đẩy lại. Đây là một trận đấu có lẽ là lại là một trận đấu lâu rồi và dài, bởi vì thật sự thì lúc này thì chúng ta phải thấy là cái kế hoạch mà Na'Vi đẩy trụ sớm đã không thành công. LGD rất là biết def và cái đội hình của họ def cũng rất là tốt với lại thuyền của Kunkka. Kunkka làm hero def với thuyền để đặt nước nếu mình chuẩn xác thì rất là tốt. Bây giờ thì họ sẽ là người push ngược, trong khi đó thì Xbox không còn tele nữa rồi. Dandy được bắt tốc nào ra, thằng Silla biến rồng rồi. Thằng kia đứa này sao? Một pha stun chạy vào mắt ở Silla ơi. Bây giờ thì chạy đi đâu? BKB rồi. Chắc là chạy được thôi. Vâng, có lẽ là không có vấn đề gì. Họ lại còn ăn được chủ bot nữa cơ. What? BKB rất là hữu dụng tình huống vừa rồi, nhưng bây giờ thì họ sẽ tập trung đi đẩy mid, trong khi đó thì Kuroki còn ở rất xa phía sau. Một pha đặt nước, lại tiếp tục Dandy được chơi công viên nước Hồ Tây. Lúc này Xbox có BKB và lại chưa sử dụng, trong khi đó thì máy bay đã sử dụng rồi. CL8 liệu có pha đặt nước hay không? Đặt nước rồi. Không được. Rất là đáng tiếc. Tiếp tục khe lửa, bây giờ thì lại hết form rồng. Hết form rồng thì phải đi về thôi. Vâng, không thể hổ báo cáo trồn mà khi mà không có cái quần áo của Superman hay là các Power Ranger siêu nhân. Phải có siêu nhân thì mới hổ báo được, điều đó là điều dễ hiểu thôi. Với cái tình hình như thế này rất có thể là trận đấu sẽ diễn ra trong khoảng 60 phút, bởi vì cả hai bên đều chơi rất là cẩn trọng, họ không mạo hiểm và đều đợi cái bộ skill của mình và ulti các kiểu hồi lại và sẽ tập trung combat chung thôi chứ không hề có vạc anh lè. Có lẽ là thằng kia đi về xóm vậy đi, đi sang đây ngứa mắt từ nãy giờ chưa được sử dụng skill. Bây giờ pha thả tường băng để gọi là hù dọa DD, rồi DD cũng không quan tâm lắm. Dandy sắp có BKB rồi. Trong khi đó thì Silla lúc này có BKB và đang farm lên. Theo mình thì sẽ lên băng kinh 3 để thêm đam. Silla sẽ lên cho mình Lotha khi anh cũng vâng đủ tiền mua Lotha rồi. Kiếm tăng hình, trượng tăng hình cái gì đó. Na'Vi họ muốn đi chung rồi. Radiant's top tower is under attack. What the fuck? What the fuck? Và bây giờ thì CL8 với Lotha chắc chắn là sẽ gây ra sự cái bất ngờ trong pha combat này. Vâng, một pha biến rồng rồi. Đặt nước. Không được, vậy là dự án công viên nước Hồ Tây sẽ bị hoãn lại. Trong khi đó thì Fortify chợ cái trụ này khá là sớm. Một tô mốc cắm thẳng đầu của Dandy. Vâng, muốn giết được rồng thì vây kiếm tuyệt vời. Bây giờ là khe lửa. Ulti đến từ Luna. Bây giờ biết làm sao đây, thuyền được bay ra nhưng không hề chính xác. Tiếp tục là tô mốc cắm thẳng xuống đầu nhưng không có vấn đề gì cả. Đuổi theo. Trong một pha xử lý vừa rồi thì Nick Sassin lại có thể luồn vào và deny cái trụ. Vâng, đây là hình như là bây giờ hình như bắt đầu không để ý giết người mà đập trụ đi lấy trụ thì phải trong pha combat sử dụng rất là nhiều skill, không ai chết cả, ai cũng đầy máu.
Chắc biết đều. Không quan tâm lắm. Khá là buồn đấy. Một pha lua không thành công của Xbox, và Xbox sẽ spam lên kiếm Nhật. Vâng. Anh không đủ hồ báo rồi. Anh phải lên kiếm Nhật. Yakuza mà. Kiếm lại ra rune của em. Rune của em đi mate. Và Watcon lúc này có 1600 tiền, con này sẽ lên Blink chăng để hỗ trợ combat và có những pha ảo diệu. Vâng, Blink đã được hoàn thành ở trên Rubik. Ông già khó tính và rất là lập dị. Rubik cần có Blink để có thể thoải mái hơn trong việc sử dụng skill của mình. Nyx Assassin được chơi bởi DD, lúc này vẫn chỉ là giày mana thôi. Trong khi đó thì Clockwork được chơi bởi Yao. Trên đôi người tòa đồ máu. CL8 thì có gậy Lothar. Vâng, khi mà có kiếm Nhật thì ngay lập tức tốc đánh của Luna lên khá là cao. À, bị lag á? Bị lag à? Có phải bị lag không? Mình, từ phía mình thì không bị lag rồi nhá. Từ phía mình không bị lag thì trong khi đó thì bây giờ phía Na'Vi chỉ có 3 thành viên đây. Theo mình thì họ không hẳn là muốn push, họ chỉ muốn tạo áp lực và đợi team đến. Bởi vì Dandy vẫn còn rất là xa phía sau và không có mana như này nữa. Chỉ là tạo áp lực thôi. Vâng đúng rồi, bởi vì không có Dandy không ai tăng được cái combat này cả. Không ai tăng combat thì bên phía LCD lại rất là gần trụ, nó họ hoàn toàn có thể lao lên và giết người một cách rất là thoải mái. 2500 tiền cho máy bay của Sila. Dandy lúc này cũng sẽ có vâng vẫn chưa có chim lên bay lên để lấy bình thôi chứ không phải là mang Lothar lên. Anh vẫn còn cách Lothar khoảng 1500 tiền nữa. 1400. Đây là đấu lết với Trung Quốc. Thì thường có một câu nói là đấu lết với Trung Quốc là cực kỳ sai lầm. Chúng ta cũng thử xem Na'Vi có phá được cái lời nguyền hay không. Một pha smoke, một pha ôm eo của LGD nhưng mà có lẽ là không thành công rồi. Vâng, họ đã sử dụng chiến thuật mây mù và mưa tăm tối để có thể lao ra sang bên xóm đối phương. Nhưng có vẻ như họ hơi nhát. Trong khi đó thì Xbox vẫn đang một mình pha Manta. Senchi được cắm ra rồi. Bây giờ thì Dandy có form rồng BKB nhưng mà chưa có Lothar. Vâng, bây giờ là bắt đầu lao vào. Có lụt hết phải chạy được rồi. BKB được mở lên một cuộc đối đầu. BKB tất cả ulti chỉ là giết mỗi thằng support thì chết rồi. Bây giờ thì carry chạy ra, bây giờ là biết làm gì đây. Hết BKB rồi. Một pha vây kiếm. Đúng như vậy, vây đâu thì bây giờ thì giết nhau. Một pha thả tên lửa. Điều gì quan trọng hay không, nhưng họ đang mất rất nhiều máu của pha Manta mở lên rồi. Nhưng chúng ta có thể thấy là Xbox đang mất rất nhiều máu. Xbox sẽ bị núp chết bởi DDC. Tiếp tục nó bằng thần trưởng, nó bằng rất tốt. Bây giờ sẽ kết thúc với Silla. Bây giờ carry cái đấy làm số rồi. Một pha đặt nước của video hồ tây rất là tốt. Chúng ta vừa rồi bị Kolo đuổi theo DDC. Bị nhất rồi DDC làm sao mà có thể chạy được đây. Bây giờ họ đang đuổi theo một pha khe lửa. Tiếp tục một long man chuẩn xác DDC sẽ chết rồi. Trong khi đó thì một pha nick còn chút máu là sẽ được về Team Wipe trong tình huống vừa rồi. Kuroki còn chút máu, DDC sẽ đi ra và một combo giết được Puppy chăng? Và đúng rồi. Không hiểu lắm là Puppy đi đâu định làm gì. Thật sự không hiểu lắm là Puppy định làm gì trong tình huống vừa rồi. Rất là khó hiểu, Puppy tự dưng lang thang ở khu vực này. Trong khi đó còn có cả Senchi ở đây. Nhìn rõ ràng Nyx Assassin đang đi ra, Puppy đi ra chết. Cực nhảm. Dire's top tower is under attack. Các bạn không nghe được mình vừa bình luận cái gì á? Bây giờ chắc là không có ulti, một giây nữa có ulti chắc là sẽ ấy được rồi. Dandy lại bắt đầu đến lượt Dandy. What the fuck? Vâng, sẽ tele về, tele khi mà đang có mở có. What the fuck? Rất là đơn giản, giết Dandy và Poppy cực kỳ đơn giản. Và lỗi cực kỳ cơ bản, tele khi mà đang có mở cóc, mình thấy rất là khó hiểu. Mình không hiểu lắm mà chết. Thường Dandy không bao giờ mắc những cái lỗi như vậy. Có lẽ là anh đang vui sướng sau pha combat vừa rồi. Bây giờ thì làm sao để combat đây? Bây giờ thì LGD mới là đội sẽ xông lên.
Ai cản? Một pha đặt nước không chuẩn xác ngay trước mặt của Kuroki. Vâng, và bây giờ thì họ lại không push nữa. Vậy là không push nữa rồi. Vậy là không push nữa, mặc dù là bên phía Navi họ thiếu Dandy, nhưng mà Dandy sắp ra là họ cũng ngại. Xbox sắp có Manta rồi. Chắc là hết cái wave này và một wave nhỏ ở dưới sẽ có Manta rồi. Không có. Trong khi đó thì Dragon Knight của Dandy cần thêm một chút tiền nữa mới có được Lota. Nyx Assassin, nếu mà nói về độ tăng thì có lẽ là không tăng bằng Jack Hero, khi mà lượng đồ là khá là ngang ngửa nhau. Jack Hero có cái bộ skill của mình nó khó chịu hơn, có slow, có stun, hai skill slow lận, và có một stun rất là dài. Trong khi đó thì Nyx Assassin cũng có stun dài đấy, nhưng mà nếu mà nói độ dài và sự khó chịu, có lẽ là không khó chịu bằng cái stun của Jack Hero. Bởi vì stun của Jack Hero nó là theo kiểu stun như kiểu là trap vậy, như kiểu là bẫy vậy, khác với cái stun kia là như kiểu là đặt stun ra thì nó sẽ stun, nó khó chịu hơn, và cái slow cũng rất là khó chịu của Jack Hero. Còn Kuroki mà để mà so sánh với Visage, chắc chắn là Kuroki chơi Rubik sẽ khó chịu hơn là DDDC chơi Visage rồi. Bởi vì Visage thì núp và slow, có thể là thêm đệ mini stun đấy, nhưng mà chắc chắn là khó dùng hơn là Rubik rồi. Rubik giật set nhấc, và nếu cướp được skill gì đó thì sử dụng rất là khó chịu, khó đoán được là skill gì nữa cơ. Bây giờ ngay sau khi có Manta, như mình đã nói, thì ngay sau khi mà có Manta ở đây ấy, thì farm hết cái wave creep đấy thì họ đã smoke và tổ chức đi tìm kiếm con mồi DDC. Biết đi đâu bây giờ, bị nhấc lên rồi, chúng nó đông quá, cứu mẹ. Không được rồi. Vâng, mở mega, ai đó cứu tôi. Không được rồi. Bây giờ thì sau khi mà ăn được mạng của DDC thì họ lại về farm thôi. CL8 có là đang để tiền lên nảy đem. Nhưng mà Họ muốn combat, đã có một pha vào nhưng không thành công. Biến phẩm xong rồi, đã có stun, một pha đặt nước chuẩn xác. Công viên nước hồ Tây, chương trình khuyến mãi mùa hè năm 2013. Một pha về kiềm lại, đóng băng, né cả đóng băng được một tít nào, tèo tí 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 tí, nhưng ở đằng sau là Kuroki. Hai đứa một không chọn, không què, lần này không què mà gãy luôn cả chân. Chúng ta có thể thấy rằng Yao Yao sẽ bị kết thúc. Trong khi đó thì Nyx Assassin đang bị đi đuổi theo bật Kamehameha lên. Giáp gài, không thể ấn gì, một ulti hỗ trợ từ CL là không đủ. Bây giờ thì đến lượt, bây giờ một pha blink lên, không về kiềm được, khi đó là BKB. Pha combat vừa rồi chúng ta có thể thấy là Navi họ rất là hiểu ý nhau. Kuroki cùng với lại Phoenix phối hợp rất là đẹp với team. Họ đứng ở những cái vị trí rất là khó đoán. Vâng, Xbox không quan tâm lắm, đập trụ, không có creep đập. Dire's top tower has fallen. Có lẽ là cái trụ 2 này cũng sẽ đổ thôi, bởi vì bây giờ thì cái lượng vàng chênh lệch nó đã lên đến 10.000 rồi. Và họ, thứ nhất là họ thiếu đồ, thứ hai là họ thiếu cả level nữa, lượng level họ thiếu, họ cách biệt với Navi đã lên đến 13.000 điểm kinh nghiệm, mà như thế là mỗi hero cách khoảng 1 đến 2 level. Đây thì đúng là như thế đây. Scylla level 15, Xbox level rất nhiều. Tele bây giờ thì làm sao đây, Yao còn rất ít máu của Mekan mà lên, nhưng bây giờ thì là thằng trung thu, bây giờ ai chưa trung thu, số mày không có trung thu à. Xin là một mình phạt vây kiếm tuyệt vời của Phoenix, hai hero support ở phía trên đó, nhưng lúc đem Xbox có lẽ cũng sẽ chết rồi. Tiếp tục một giờ set cướp được skill đập nước, bây giờ là công viên nước hồ Tây khuyến mãi 2013, liệu kết thúc được DC không? DC còn rất ít máu, còn phạt đập nước, đập nước chính xác là Phoenix rồi. What con, tại sao chú ấy đập cháu, đuổi theo CL8 mà mình vừa đập nước, bây giờ quay CL8 cũng sẽ bị kết thúc rồi. DC vẫn lẻ loi ở phía trên này, tiếp tục một đặt nước ngược bằng DDC, chắc là cũng chết thôi, đứng ở trên đấy thì chỉ có chết thôi. Một pha núp đem, Xbox vẫn còn sống. Dandy cùng với đồng đội còn ít máu nhưng mà vẫn đủ để push trụ, có lẽ là vẫn đủ. Vâng, vậy là ăn được trụ, vậy là chỉ có mỗi trụ bot là trụ hai ở phía bên ngoài của LGD là còn thôi. Trong khi đó thì với cái tình hình lane như thế này thì trụ mid, mà trụ mid của Navi vẫn còn rất là dễ cho việc họ di chuyển tele để giúp nhau. Xbox 3.100 tiền. Vâng, Xbox rất ít khi là xanh, mà một khi đã xanh thì
Đừng hỏi Xbox là ai. Mở Manta để farm creep thôi chứ cũng không có phải làm gì cả. Puppy, Puppy 2200 tiền vẫn chưa mua đồ Dandy thì sau pha combat rồi 3200 tiền chắc chắn là lên hớt. Không phải, lên giáp cuối luôn hỗ trợ thằng cái bắn lan thì không sao. Trong khi đó thì Silla vẫn đang nhắc xóm mình không sao, anh lên butterfly, anh lên kiếm bướm, lịch sự kiếm bướm là cái gì nhỉ, hồ điệp kiếm, anh lên hồ điệp kiếm, tí văn học văn chương văn thơ vào tí nghe nó khác ngay. Trong khi đó thì Silla sẽ lên vâng vậy là sẽ lên mặt nạ trẻ trâu, mặt nạ trẻ trâu chắc chắn là sẽ hổ báo hơn được tí, nhưng mà nên nhớ rằng mặt nạ trẻ trâu bây giờ bị nerf đi thì sử dụng những lần đầu thì tốt nhưng mà càng về sau thì càng không tốt nữa. Trong khi đó thì Rubik của Kuroki cướp được skill nào thì sử dụng skill đấy, phải nói là vô cùng tuyệt vời. Họ thoải mái đi xuống dưới bot và đẩy trụ bot thôi. Không phải, vậy là họ sẽ ăn Roshan trước. Họ sẽ thoải mái ăn Roshan khi mà họ đang hơn vượt trội về lượng đồ. Và 1500 tiền và Puppy vẫn chưa mua đồ, anh mua gem và để đó mà thôi. Liệu có một pha cướp Roshan thần thánh hay không? Vậy là không phải. Họ sẽ nhử. Họ sẽ nhử. Vâng, Phanik bắn rất là tuyệt vời. Bờ Linh lên. Nhấc được rồi. Đó là Silla đặt nước. Trên cả tuyệt vời. Bây giờ một pha vây kiếm. Oh my god, ai đó cứu rồi. Bây giờ Giao Đa đã làm rồi. Nước, thuyền, bây giờ là đủ hết thứ. Ulti thả làm trung thu rồi. Bây giờ làm sao không đủ lượng đem để có thể kết thúc được bên phía Na'Vi. Trong khi đó thì Dandy vẫn đưa đội bắn DDC như chỗ không người. DDC chạy đi đâu bây giờ hả? Tuyệt vời. Có một pha chém lan rất hay. CL8 đã kết thúc được Xbox. Nhưng mà bên phía Na'Vi họ vẫn có đến 3 người và Dandy vẫn còn sống. Semi carry của họ phối hợp quá hay bên phía Na'Vi, ảo diệu vô cùng. Quay lại CL8, CL8 chạy đâu bây giờ, bới bới. Chú mới thất tình, anh buồn vì điều đó, nhưng mà anh rất là tiếc, vẫn phải thịt chú, xóm chú cần phải có thêm từ tí gọi là hổ báo cáo trôn. Chú đứng farm thế là không được rồi, có lẽ là sẽ phải có BKB thì CL8 sẽ xử lý combat tốt hơn. Khi mà với BKB thì không ai có thể làm gì được Kungan trận đấu này cả. Không có một bộ skill nào bên phía Na'Vi có thể cản được BKB. Nhưng mà hãy nhìn vào cái cách sử dụng BKB của Silla thì chúng ta thấy là vẫn chưa hiệu quả cho lắm. Vâng, có các bạn bảo mình là chém gió mạnh vãi, không phải đâu, thật chứ, tay thật mà. Mình vừa bình luận vừa là tin tức thời sự cho các bạn nghe tin về Dota 2 trên thế giới. Sau chính xác tin là 2 tháng 10 ngày. Có đâu tháng là tháng 30 ngày, tháng 31 ngày thì mình không rõ lắm. Đấy, là 2 tháng 10 ngày. Thì chuyện tình của Yao Ji và CL8, mặc dù là CL8 nó cùng cuộc solo mid bo 3 với Yao Ji, thắng với tỷ số là 2-1, nhưng rất đáng tiếc là chung kết thì lại CL8 lại phải chấp nhận bỏ đi. Nhưng chắc chắn là trước khi chia tay thì có là trước vô địch thì có lẽ là cũng đã được sờ tay một lần. Nhưng mà rất là đáng tiếc là không mang được về nhà. Hơi buồn tí cho CL8. BKB có lẽ là vẫn phải đi farm bằng được BKB thôi. Nhà bây giờ quá mỏng, mặc dù lên rất là nhiều đồ strength nhưng mà anh không sử dụng hiệu quả lắm cái hero này. Để mà đánh combat và gank với lại Na'Vi thì có lẽ là mạo hiểm. Thay vì nói trận đấu này là liệu đánh lết có mạo hiểm với Na'Vi không thì mình xin nói trước, đánh gank và combat với Na'Vi là mạo hiểm. Hai bên là đứng trên hai bờ sông, nhìn thấy nhau rồi. Anh đầu sông, em cuối sông, em nhìn thấy anh cũng nhìn thấy em. Hai bên đều biết Dandy ra ăn rune như chỗ không rồi. Vâng, xóm LGD đang hơi thất thế một tẹo. Liệu có lao ra hay không? Dandy đã lô thả đi lên. LGD biết là có điều gì đó không tốt và họ cũng sẽ đi về thôi. Vâng, một pha blink lên cướp được skill và chúng ta có thể là sử dụng rất là tốt. Kuroki phải nói là đánh Rubik. Vâng, vậy là Silla phải bật BKB trong một tình huống mà vâng, BKB bây giờ của anh chỉ còn có 4 giây thôi. Không biết bao nhiêu lần Silla mất BKB những tình huống không thể tin nổi. Và
bây giờ thì chắc là không có gì cả, một mình Phanix đi lên, Phanix cũng BKB rồi. Bây giờ là giá có quả mát chắc chắn là đổ ra rồi, Giao mặc dù là có nhiều đồ strength anh em cũng nằm xuống rất là nhanh. Unstoppable, ôi mấy con đóng băng được chuyển chỉnh xác là một fast stun rất là hay. Bây giờ là có nguyên tử, thuyền cũng đang bay ra. Daddy mở BKB này không hề quan tâm lắm, xóm mày chạy đi đâu bây giờ, kể cả vào trong nhà cũng đi vào tất trong nhà luôn. Si là không thành tuổi, kể cả là nhà chuối cũng lao vào. Bây giờ một pha bờ linh tiếp vào Kuroki giật dép chết cả luôn. CL8 cũng vậy, double kill GG được gọi bởi CL8, tuyệt vời. Những pha mở combat của Kuroki và Phoenix phải nói là tuyệt vời.